Giờ em muốn lên kế là em biết nha. Làm sao? Theo mẹ. Đăng ký chạy xô đúng không? Trời ơi, này... giờ này đăng ký đi Hương Mã Non với Hương Cù Lao nè. Tranh thủ mình quay của nhà mình gọi làm đi cho mẹ hoài. Dầm dầm. Chị hai đó. Cái cô đó có nói, trời ơi chị ơi em thấy chị chạy xô quá rồi nha. Bữa nay tiếp tục hai cô dâu. Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Chào cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều niềm vui và luôn bình an. Hôm nay thì làm gì anh? Mấy biết nói ổng làm cái cổng không còn dư nè cả nhà. Cái bỏ tiếp quá Tèo à. Nằm suy nghĩ thiết kế đúng không? Wow, nhìn này cả nhà. Tài khoan theo góc gì nè, lấy gì rút rút lại. Xong nữa là quậy hồi dầu á, chám mấy cái thổi được không ta? Hả? Thổi. Em thấy nó khít quá rồi đó. Cao dây này nó mục bung ra. Vậy hả? Rồi phải có hồi dầu á, nó cứng lại. Anh chám hồi dầu rồi là dây rút này cắt bỏ, không có để. Khoan lỗ sẵn xong mình buộc dây rút vô ha. Xong mình chám như kẻ này nè. Chám nhìn nhìn đẹp quá cả nhà. Mỗi cái chậu về trồng cái bông nhìn ở trên nó bằng nè, rồi đưa mấy cái đường phần này lên trên làm nãy giờ được ba cái rồi, đây một cái trên đó hai cái nữa. Cái phần này á là tại vì cái miếng gạch này lợp ngói ở trên cổng hàng rào cả nhà, là tại vì nếu mà hai miếng thì dư, một miếng thì thiếu, tại vì ông thợ xài miếng gữ cho nên cắt còn nửa miếng. Xài miếng gữ nhưng mà mình không có thể nào mình cắt, mình cắt làm hai, mình lấy hai miếng thì cả nhà lại miếng ngược miếng xuôi. Nó chỉ lấy cái đít nó lấy đít nói dưới ở ở trên đó. Mình quay cho cái nhà coi cái ở trên đó, cái ở trên nó nói, dưới là miếng nguyên, cái đó là lợp một miếng rưỡi nha cả nhà. Cái đó nó dư ra cái này nè, thành thử cũng được chậu bông đẹp nè cả nhà. Bỏ. Nếu mà cái này mua ngói mà kết kiểu chậu bông này thì mình mua cái chậu nó rẻ tiền hơn nha. Còn cái này là dạng như mình cắt mình bỏ không xài mình chế lại thôi. Cái chậu vuông thì nhìn nó cũng không được đẹp ở nhà, nhưng mà được cái thì không, cái mặt trên nó cũng đẹp lắm anh. Vuông nhưng mà nó có hoa văn nè, có khí 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 nè, đổ khuôn khoan bốn góc bốn lỗ vậy nè. Tư bạch. Cái mũi khoan nó lục á, khoan hơi lâu. Lục hả? Ừ, mũi khoan này cũ. Cái ngói này ta làm bằng gì ta? Xi măng. Mà cái này ngói Nhật gì đó. Ừ, tốt quá chứ không chơi đâu. Đổ bằng xi măng. Ở đây là cái mái ngói nó chụp cái xuống cái không? Sóng nóc à. Đều à, dự định 3 miếng tập kết lại cái nữa. Sóng nóc này cũ hay mới anh? Cái này hả? Cái này cũ, cái này đó ba làm mà lọc xuống nè. Ba làm cái mái cũ hả? Mấy cái đó là anh lấy cái mái làm lại đó. Ừ. Kết vậy nè cả nhà. Nó cũng hơi xấu xấu chứ nó cũng đẹp. Nó kết nhưng mà cắt mấy góc này bỏ nè. Ừ. Cắt thích, bây giờ nó chổi góc nó hở nè. Mình cắt hai góc này lại thích lại. Vậy là được cái thôi. Dư có một cái à? Dư một cái. Sao em thấy anh nên kết đôi thôi là được hai cái à? Kết đôi thì nhỏ xíu. Hả? Nó xíu nhỏ xấu. Kết đôi, kết đôi vậy á? Trồng bông gì á? Gì có lẽ. Em nghĩ cắm bông gì? Thế trồng được bông gì? Không, bông 10 giờ vô được chậu 10 giờ. Nó rủ xuống. Thấy cái chậu bình thường cũng vậy nè. Hay là lưỡi hổ. Lưỡi hổ rồi. Xíu rồi. Kết đôi thì được hai cái. Hai cái hả? Đến thôi, kết đôi được một cặp đó nha. Mà khỏi cắt đúng không? Ừ, khỏi cắt. Hả, kết đôi cũng được. Trồng cây gì nhỏ nhỏ. Này chỉ mới tính thôi cả nhà. Để coi hồi ông thợ kết sao thì kết. Cái này để sao đi. Làm cái chậu kia trước.
Bên đây cái lỗ này cao hơn chút ha. Mình kéo lên, không có kéo lên không? Không có, mình chỉnh nè. Tướng ở đâu về đó? Vậy hả? Phụ hả? Trong coi chưa? Rồi, trồng 50 cây ra, còn mới trồng 50 cây nữa. Bác Chính mua cao trồng. Mua cao, thấy giờ cao có giá nè. Không, mấy ông già giờ hay trồng cái đó là già. Trồng cao, trồng dừa ha. Thấy trồng cao thấy im hơn trồng dừa. Im hơn luôn hả? Có giá. Tại giờ nghe nói cái nó sụt sụt cũng tới 20 ngàn rồi. Mà sớm nghe bà vợ nó bán buồn được 3-4 kg. Thì bằng 2-3 chục dừa, bằng 30 dừa. Dừa nhiều khi có 2 mấy, 3 mấy chừng. Mà dừa nhiều khi đốn 1 cây đâu được 1 chục đâu. Phải vậy? Đâu được 1 chục trái 1 cây đâu. Được bông. Được bông hả? Cái này là những cái này ông thợ làm hàng rào bỏ nè. Anh thợ tèo kết lại làm chỗ bông. Khuôn hả? Khuôn bỏ đất vô nữa trồng. Nè Út Tấn, đây nè, kết xong rồi nè. Tận dụng. Chết luôn. Tận dụng cái gì có thể. Kiểu này mấy người bán chậu, xem cái clip này là buồn lắm luôn. Không ai bán được luôn. Để được mấy chậu luôn. Kìa trên đó nè kìa. Trên đó nè đó. Làm dây gốc xong hồi nó chét hồ dầu vô. Chám hồ dầu 4 gốc á. Gốc nè, cái cứng này anh cắt dây rút. Cái này mình không dám màu dầu là nữa dây rút nó mục. Bỏ bằng vô ha. Bỏ thân dưới đất. Bữa nay chám mời mới bỏ đồ vô trồng. Để mình đi trên dưới đất đó. Cho mình cầm cho nó bằng đi. Để chậu lên. Muốn để sát hay là để xa xa ra biết là anh để sao cũng được, để sao cũng được. Cành nó đậm này nó xéo. Nó xéo một chút. Ok, nó chỉnh. Đo luôn nha. Ta thử thêm ra nha. Cành này cũng đậm đậm cái gì đi. Đất này tháng nắng khô quá trời khô của mình đổ vô mưa hai đám nhưng mà chưa gã nè. Cái lá đều lấy hồng dầu chám lại. Chám lại mới cứng mới đổ đất vô được. Dầu chám lại hy sinh cái bay luôn. Ủa gì anh hả? Anh chém bay hả? Nó nhỏ quá không vừa, hy sinh cái bay luôn. Anh chém hả? Cái máy cắt cái bay nhỏ lại. Yeah. mới vô đây vừa nè. Chứ không thôi thật đâu có vừa. Hèn gì thấy nó khác. Mình nè, cái bay hồi dầu là nó dính nè. Còn là nó dính cứng lắm. Bà
đây cái góc này cho nó bằng luôn. Ba này cũng mau. Còn hơn mấy góc này kính là tự vẹn. Góc này nó hơi khó đấy nè. Chọt cái ba vô nó khó. Nó không vừa né qua né lại. Ngày nay không có mưa cả nhà. Mình tưới cây nha. Cây ớt nha. Ớt bữa nay mấy trái già hết anh. Trái chín với trái già. Rồi được ơi. Qua tao có đặt 12 cái ngục trong giường rồi nè. Có gì không đây. Bây giờ hai chồng đi thăm cái 12 cái ngục cả nhà. Đặt ở trong giường ổi nè. Trời hơi bị tối vậy đó anh. Cứu gì luôn. Cần bắt đèn lát không anh? Chặt ngốc cho em. Anh. Hả? Có cần bắt đèn lát không? Cái lát bự lắm em ơi. Vậy hả? Chưa? Ôi cái lốc cả nhà. Cả nhà. Có hùng. Anh quay hơi tối bắt đèn lát không? Ừ, mở lát cũng được. Có hùng cả nhà không thấy? Không được. Em bấm màu ít rồi mới lát được. Vậy hả? Ừ. Vì sợ cái nhà nhìn không thấy á. Được. Bữa nay cho cái nhà nghe nhạc đã luôn. Ba bên bốn phía nhạc không. Hôm nay cũng trễ rồi cho nên hai con cho nên ở quê á chiều á mọi người hay giải trí karaoke cái nhà hả? Vô chưa kịp ra. Dạ. Đâu rồi chạy đâu rồi trên này hả? Có khi nào nó ra không biết nữa. Kéo thấy nó lòn nè tiêu rồi. Quá wow. Anh con nhỏ hả? Ui cái này bự gì nó mới vô. Dạ. Mới vô nó còn bệnh không à chưa thôi như vậy mà nó vô nó đâu ra được hả? Bự nhà. Nó chỉ có xuống đường này thôi hả? Ừ. Ừ. Đâu có ngang không được nó vô rồi là... có một cái mà đủ ăn cả nhà còn. Rồi xong về nhà đổ ra cả nhà xem đổ thành quả cho cả nhà coi nha. Lúc nãy đi vô vườn thì tối giờ ra ngoài trống sáng. Wow. Ừ. Cá lóc cả nhà. Rồi đâu này vô đựng con cá gặp nữa. Ừ. Cá bún nô à. Cá sặc ha. Ừ. Trong mưa này có cá sặc cá lóc. Mấy thường thường mấy mưa dượng vậy là không có tép như thế nhà. Tép nhiều khi người ta khai ra thì vô á, giờ nó dưỡng nước hả? Cái vườn ta trồng cây ăn trái người ta xịt thường. Ờ. Tép không? Cái vườn mà quang như vườn dừa đó. Vườn dừa chuối. Thường là vườn dừa á, vườn trồng cây dừa không luôn á. Được bàn cá lóc là ấm mà. Cá này là cá gầm đó nha. Đấy, không phải cá dành. Bữa nay thì tiếp tục gia đình Tèo ăn tối nữa. Có anh hai chị Hằng. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú. Hôm nay thì được cá lóc nè. Mình cũng mặn rồi nha cả nhà. Mình sẽ nấu hủ tiếu cá lóc nha. Mình có mua thêm ít giá nè. Hành với hẹ. Củ sắn nha. Mình nấu là nước ngọt ha. Với củ cải đỏ, củ cải trắng nha. Với nấm gơm. Rồi gí cho nó thơm. Cái rau này là của anh Bi anh cho phải không? Dạ. Bán chè. Bán rau đó, nó bán như lữ lam vậy đó. À, cái rau nó bán hả? Củ liễu chảnh màu đen. Cái cán này vô.
cái lưỡi lưỡi đen mà nó dốc bộ, cái màu không? Cái màu, màu phải không? Mộc màu. Cái màu hồng hồng. Cái màu sữa sữa là bộ nào? Sữa này của em nè. Cái cán sữa nhưng mà cái lưỡi nó có bông qua. Này bé về nói với em sao? À, chú á, cho tới 3 bộ lần mẹ. Nhưng mà của mẹ là đẹp nhất luôn. À, cái cây dao của mẹ à, có hình con bướm kìa, hình con bướm á, đẹp lắm. Còn à, của út lưỡi của ba không bằng của mẹ đâu. Hai bé khoái khoái hình hoa văn trên cây dao đó. Nhưng mà đẹp hả chị hai? Đẹp. Đẹp là bé. Ủa dao này xài mình có mài không ta? Mình để sắt. Chị cũng không biết nữa. Để sắt này kia cái dao lục chị cũng có một bộ giống không? Cái bộ nhưng mà màu chứ không có bông à, nhưng mà hồi xài giờ chị có mài không hay là nó còn bé nữa vậy? Dao này nó còn bé cái yeah. Để mình sắt thịt chín với mình gọt hà. Nghe ông Ghế nói là như là anh hỏi là muốn gửi cho nhóm hai chiếc miền Tây cũng bộ dao nữa cả nhà, nhưng mà ông Ghế nói là có chị cũng có chị bên Mỹ đã cho rồi, có cho nên... tại vì đặt đó cũng có chị Gomi á, chị cũng cho bộ dao. Rồi anh hỏi cái miếng anh cũng muốn tặng cho nhóm bộ dao. Có rồi, có rồi. Thấy chị hai xài bộ dao em cũng mê. Em cũng ước gì được bộ dao giống chị hai. Dao nó ước trong bụng á cả nhà. Giờ được rồi cả nhà. Nó bé mình sắt dao cũ rồi thấy mê lắm. Dạ. Với mình sắt thịt đó nè, được dao bé. Ngọt ngọt thấy mê. Sắt cái miếng thịt nhìn thấy ngon. Thành thì tốt quá trời ha. Hẹ cũng tốt nè. Tôi trồng tốt. Ủa hẹ ví dụ mình trồng là mình trồng sao ta? Nào giờ mình không trồng hẹ. Ở đây không có ai trồng đâu. Cái gốc mình không có trồng. Này ở mấy người Khmer á. Cái gốc mới mình trồng. Chắc chắn dân tộc quá ha. Người dân tộc quá thì trồng nhiều. Thì đây mình đâu có ai trồng, đây có trồng hành. Tiểu Bạch ngủ rồi Thảo Quy. Ngủ rồi. Thì không ngủ thì không. Thì phạt lên ghế. Bạch đó không dám xuống. Ngủ không? Chịu rồi đó, mới nói là nó nghe 5 triệu rồi. Xung quanh trời mưa sình á cho nên không dám để. Để là chút xíu là đi ra ngoài sình liền. Ở đây có bắt ép nước nha. Với mình sẽ thêm 4 trái dừa nữa. Nấu nước súp cho nó ngọt nha. Dừa này nước chắc ngọt lắm, cái nè. Ngọt. Cái như vậy là nó ngọt lắm cả nha. Cho 4 trái dừa vô. Đây là phần củ sắn nha, mình để vô nấu nước cho nó ngọt ha. Mình cho củ hành tím vô luôn cho nó thơm. Có hai đứa. Hôm nay thì buổi trưa Nguyệt cũng đi ăn dự tiệc nho nhỏ của gia đình của anh chị Thúy Trinh Vlog, được cô Lon hỗ trợ và cho phần quà mỗi người đem về nè cả nhà. Nguyệt có một phần gì nè ha, cà phê sữa phố với sữa bò với đường. Cái này phần này là cô Lon dành gửi cho mẹ. Dạ. Mời cả nhà uống cà phê nha. Chị cũng mời cà phê cô Lon sữa nha. Dạ. Chị cảm ơn cô Lon đã gửi quà cho chị. Chị cảm ơn nhiều lắm. Chị nói chị hơn. Chúc gia đình cô Lon được giàu dạt sức khỏe mà ăn được thuận lợi nha cô Lon. Uống cà phê nha. Rồi, cà phê sữa. Cảm ơn cô chú. Ăn chung chè. Thì chị cũng gửi cho chôm chôm luôn. Thơm ha. Về mình có tráng miệng luôn. Thơm mà nó béo béo. Cà phê thơm. Cà phê sữa. Cà phê sữa. Dạ, hiệu là phố. Đây gọi là cà phê phố. Cà phê phố là rồi phố. Em mới uống lần đầu. Cũng mới uống cà phê này lần đầu. Dạ. Mẹ thì cũng ít uống, lâu lâu mẹ ăn ly thôi chứ mẹ không có uống nhiều. Uống cà phê vô huyết áp cao nè cả nhà. Rồi uống cái này nó hay nóng trong mình, cái huyết áp nó lên thành ra không dám uống. Hai bé thì mới vừa về là đã khui quậy rồi đứa ly còn khuất nữa nè anh. Ăn gì giờ không uống vậy gì còn khuất nè. Chôm mà chóc ngon quá, khui thử coi ngon không. Chôm ăn mà chóc lấp ngon. Chôm thái hay gì? Chôm thường á. Thường mà nó chóc. Dạ. Chóc lột. Chị mua ăn chôm thường. Bà cả nhà nghe ăn chôm chôm. Đã chín tới rồi. Chị cũng mời cô Lon nghe ăn chôm chôm. Chín tới đó rồi. Rồi dự tiệc cái đi về hơi trễ, xây mấy chậu xong rồi mới đi dở lúa tới giờ hơi tối. Ăn chôm nha. Ăn chôm nha.
Biết chưa? Đi ăn mà còn có quà. Ừ, đi ăn mà còn có quà nữa. Được bà nội đựng phần nữa, béo cũng hưởng ké luôn. Bà nội đựng phần rồi béo Út nha, béo Út hưởng ké nè. Ăn gì chiều vú về nó đi bà nội có quà. Vậy là quà này đây hả? Nếu bà nội có quà nha. Em thử chưa? Hả? Em thử rồi. Bé pha cho em uống rồi, ngon béo. Rồi, được chứ, rồi. Chôm chôm nữa nè. Chôm chôm này chôm chôm chín nha. Chôm chôm của mình nhưng mà chín tới ha. Trái bự không hả chị hai? Trái hai rồi. Hoặc lỗi mình ăn nó chết, lỗi nó không chết. Tại sao vậy? Không biết nữa, mà nó hai. Hai giống hay là tại sao? Hay là tại đi phân? Chắc hai giống không? Nếu cả nhà biết thì ở nhà comment cho Nguyệt biết nha. Nhiều khi mình mua là chóc, nhiều khi không chóc. Nó cũng khác khác, trái nào cũng giống. Nó trái mà chóc, cái gai nó vẫn còn xanh, mình lộn vẫn chóc. Còn trái kia nó đỏ, cũng vẫn chôm chôm mà dính. Ăn không chóc cái hết muốn ăn nè. Cạp nó dính hột. Mà nhầm người ta ăn chóc, không chịu. Nó chóc nó dính luôn cái sơ của cái hột. Dính cái vỏ đó. Mình chịu ăn chóc. Chóc dễ. Em không chịu ăn chóc. Em không chịu ăn chóc. Có đó, có người. Em thích cạp cạp xong rồi, rồi giống như là nó cái chóc nó dính vô cái hộp. Trong hai loại đó. Chôm chôm mà ăn không chóc tức lắm. Ăn không có hết. Nó dính lại. Cạp hộp cái hộp nó teo nhỏ nhỏ vậy thôi mà trắng trắng. Nó dính lại cái hộp. Này nước cũng sôi nha. Mình sẽ để cá vô. Để gia vị vô ha, đường, bột ngọt với hạt nêm để thấm cá. Ở đây thì cá cũng chín rồi ha, mình sẽ vớt ra. Cá lóc đồng là đặc biệt, nó có cái cục vàng vàng ở đây. Mình để vô. Quá trời thích. Vớt cá ra xong rồi để củ cải đỏ với củ cải trắng vô nấu nha. Cái này thì mẹ chồng nàng dâu bắt hủ tiếu gà tô. Dạ dạ, em để được cái mình để hủ tiếu vô ha. Cắm tay ra. Không giờ ăn đêm không à, hy vọng cái linh ký nha. Chị hai muốn lắm phải không? Muốn cái linh ký dữ lắm luôn á. Để miếng chút giá, chút hạ. Giờ em muốn lên cái lên biết làm sao? Theo mẹ. Trời show theo mẹ. Đăng ký chạy show đúng không? Trời ơi, nơi... hai đăng ký đây Hương Mà Non với Hương Cù Lao nè. Tranh thủ mình quay của nhà mình gọi lên đây cho mẹ quả dầm dầm. Chị hai đó. Cái cô đó có nói, trời ơi chị ơi em thấy chị chạy show quá rồi nghe. À, Út Cường hổng gài cũng chạy show 4 kênh, thấy Út Cường lên ký à. Út Cường tròn rồi đó. Muốn cũng như mừng muốn cũng lên vài ký nữa đặng cho tròn tròn chút mặt đồ cho nên cho nó đẹp. Giống như thưa trong hình thôi. Đây mình sẽ để nấm rơm đi nha, nấm rơm mình cũng rửa sạch rồi đó nha. Để mình nấu luôn. Giờ mình để cá vô đây đặng nổ nước sốt vừa ăn ha. Chứ này để khứa khứa gì đó nha. Khứa khứa. Dở kìa. Cho hai cái tô này cho tỉ tẹo với bạn hai đi. Hai cái đầu. Còn bé. Bé ăn trứng đi. Tao quỳ cái tô này nè. Ủa tô bé Út đâu? Bé Út bưng sẵn rồi. Ồ, bé Út tự làm. Nhìn kìa, nhìn bé Út kìa. Làm này nè. Cho chị hai đây nè, tô quỳ tô này nè. Tao nẹp xịt ha. Sắp hết cá rồi luôn đi vô rồi. Sắp cá rồi đi. Thảo Quy nó không ăn nhiều. Cũng nhiều cá ha. Sắp hết cá rồi. Bé trẻ cá không? Dạ ăn cá. Bé trẻ ba khứa đây. Cuối cùng để phần gốc hành vô. Mình sẽ múc cái nước súp ra nha cả nhà. Múc để vô tô. Tối được tô hủ tiếu gì là ấm bụng lắm á.
Mình nướng đây. Bên đây thì mình cho ít tiêu vô. Bà hỗ trợ. Cho ít tỏi sấy vô. Nó đéo chờ sẵn rồi kìa. Đây là ngồi gí. Gí hành lá mình cho lên. Đốt cho gì? Cái này cái hành gì vậy? Béo phi. Hành phi phải không? Xong. Rồi bữa ăn thì gia đình tao cũng đã chuẩn bị xong. Tao mời cả nhà ăn hủ tiếu cùng gia đình nha. Mời cả nhà cùng dùng hủ tiếu cá lóc gia đình nha. Mời cả nhà dùng hủ tiếu nha. Mời cả nhà ăn hủ tiếu với gia đình nha. Nặng chanh này chị ha. Thôi chị không ăn hả? Anh hai ăn hả? Ớt nha, để ớt nha. Chị hai nè. Mời nặng chế con nữa. Chị hai thích chua lắm. Không đủ chua thì nặng thêm. Ông ăn chanh mà ăn là ớt hả? Bác hai. Ăn có miếng cây cây. Bác hai gái. Mời cả nhà hủ tiếu nha. Rồi, 29 mời cả nhà ăn hủ tiếu gia đình luôn. Ớt em ăn phải đầy đủ. Bữa nay cây cây mới ngon. Bữa nay tiếp tục hai cô dâu gánh và vợ chồng. Mà cả nhà nghe ăn cá lóc nấu hủ tiếu. Cá lóc. Tứ này mềm ngon quá. Mày có nhà cay quá chứ ta. Cá lóc. Thấy không? Vô hai miếng mà sao nó cay. Thì ở chỗ này nè. Các chùm của em đó. Bữa nay xài cái kiển luôn đó nha. Không, ớt chùm cây đó chồng vậy? Ớt này à? Không, em để ớt chùm á. Ớt chùm cay lắm, cay kinh khủng. Tính chịu ăn mà ớt đó nó giòn. Nó giòn mà nó cay. Có lóc đồng ăn nó ngọt mà không có miếng gì tanh vậy ha. Thôi ăn thấy ngon rồi. Khúc gọt gọt. Béo thấy có cái gì dành dành thấy khác vậy ta. Nó dầm ra nó mới ăn nó hấp. Ăn nguyên ăn nguyên mới ngon. Hàng gì nãy thấy có cái dành làm ơn á, làm ơn là để cái tô lên bàn á chứ không có sắp chung. Để bưng tô béo lên mới thấy. Chắc sợ lộn quá. Xí. Không để giá. Có mà. Không để giá mà để. Lạnh lạnh nè, hấp hủ tiếu nóng nóng nè, ấm. Ăn cháo cũng tốt, mà hủ tiếu cũng tốt. Cái hủ tiếu này nó ngon ha, nó dai mềm, dai mềm. Ở xung quanh này cá lóc quá trời luôn. Đã có một cái mà vô ba con. Này đi sâu nhái cắm câu được à. Xung quanh này nè. Ở đây mưa dầm nè. Cá nó vô. Cá nó sống vô. Họ muốn tấn đặt cũng trúng quá đó. Mình hỏi Úc Tấn đặt ở đâu thì mình không đặt chỗ đó nữa. Tại vì Úc Tấn quên hết rồi. Mình sẽ đặt chỗ khác. Với Úc Tấn cắm câu cũng vậy. Với Úc Tấn đi thăm câu á. Cũng có nữa. Cái tháng mưa này thì cá nhiều hơn tháng nắng. Hồi trưa nấu cháo vú không có nhà. Nấu cá lóc nhiều không. Nhà cũng bận vú. Mấy con mà cá lâu lâu mà. Cá lâu rồi, rồi á. Nè. Nè, ăn miếng, nhà ăn miếng. Về nấu cháo rồi, chú ăn, chú đi cái nào mày cũng thích hết. Thôi, nhận qua về hay trễ. Có hai là thích ăn miếng thì là hủ tiếu hả? Miếng hủ tiếu hả? Cái nào cũng ăn được không? Thì ba hai thấy cái nào ngon hơn? Ba hai thấy cái nào mỗi cái thì nó có miếng thì nó giòn. Còn hủ tiếu thì nó mềm nó dai, cái nào cũng ngon chứ. Cái nào cũng có cái vị ngon của nó ngon á. Con thấy mẹ con với bà nội con làm cái nào cũng ngon. Trời ơi. Mẹ với bà nội làm cái gì cũng ngon. Nâng bà nội với mẹ lên. Nịnh quá nịnh. Miếng bự vậy. Lấy chanh đời cha rồi lâu đời sau luôn. Trời ơi. Nặng chanh này cha chịu chứ bò ớt không chịu nha. Con bỏ hai miếng con cũng thấy thôi kia. Giờ thầy mời cái dàn hủ tiếu nha. Bé Út là hiểu ý từng trong người trong gia đình hết. Người là thích ăn gì, hậu quy cái gì. Nãy nha nói nhỏ nhỏ với mẹ là bà nội không ăn củ cải trắng. Thấy là
kêu mẹ đừng có múc củ cải trắng cho bà nội, em múc củ cải trắng bà nội ngon. Cử vô nội. Đó, nào bệnh mà nào cử. Thảo Quy đa năng mà có gà vịt chứ phải không? Nên là Thảo Quy gấp từng cổ liền. Bây giờ cái dĩa là anh thấy rừng cổ nằm chỗ nào đó. Để ý nha, cha nó lên là nó xỉa ngay chỗ gắt rừng cổ liền. Cổ ăn nó giòn, giòn ngay ngon. Trời mát mẹ nó tiếu vô, thấy nè. Ăn vịt hay là ăn gà vậy đó là cha là thích ăn từng cổ, chế là chế ăn cái chỗ mà cái nách với lại phô câu. Còn mẹ thì thịt con với mẹ thì có thịt là được rồi, ăn cái nào cũng được. Giờ hết giờ luôn rồi. Là nó thích ăn cái cánh. Vậy là gia đình thích với nhà hết giờ. Hiểu bác hai thích gì không? Con hiểu bác hai thích gì không? Hiểu không? Con đâu có ở trên nhà. Chơi, chơi thích ăn đầu đúng không? Bé Út nói đúng hết trơn rồi, người trong nhà đau nhất chân cổ. Rồi bữa ăn thì đại gia đình Tèo đã ăn xong. Thì thật cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay nha. Bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo. Chào cả nhà. Chào cô chú.